chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2023. Thưa quý vị, từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 10 tháng 2, thanh niên trên cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023. Trong ngày đầu tiên có 19 tỉnh thành tổ chức lễ giao nhận quân. Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân. Các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đang háo hức sẵn sàng tâm thế, thực hiện trách nhiệm công dân trong ngày hội tổng quân. 44 địa phương còn lại cũng lần lượt tổ chức lễ giao nhận quân. Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức các hội trại tổng quân để tạo khí thế cho ngày giao quân 8 tháng 2. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định của Thủ tướng ban hành khung giá, mức bán lẻ điện bình quân. Theo đó, thì quyết định quy định cụ thể về mức giá tối đa và tối thiểu của mức giá bán lẻ điện bình quân áp dụng với các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 3 tháng 2. Cụ thể, khung giá bán lẻ điện bình quân chưa gồm thuế VAT tối thiểu là 1.826,22 đồng 1 kW, và giá tối đa là 2.444,09 đồng 1 kW. Như vậy, so với mức khung cũ, giá tối thiểu tăng 220 đồng, giá tối đa tăng 538 đồng 1 kW. Việc điều chỉnh khung này chưa làm thay đổi ngay giá điện bán lẻ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khi có biến động lớn về các thông số tính toán khung giá, chi phí sản xuất kinh doanh điện và yêu cầu phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, tính toán, điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Thưa quý vị, chiều qua Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức cuộc họp nội bộ với các vụ ngành trực thuộc và các ngân hàng để nghe báo cáo về tình hình cho vay trong lĩnh vực bất động sản của hệ thống. Cũng có thể hiểu đây là động thái Ngân hàng Nhà nước đang xem xét, đánh giá những khó khăn vướng mắc để tìm cách tháo gỡ cho phù hợp. Mới đây, Bộ Xây dựng dẫn số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt xấp xỉ 800.000 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính của các nhà băng, đến cuối năm 2022, không ngân hàng nào có dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản vượt quá 30% tổng dư nợ cho vay khách hàng. Nhiều ngân hàng cho rằng các nguồn vốn cho vay bất động sản đều đi vào nhu cầu mua nhà thật nên rủi ro nợ xấu ngân hàng không cao. Chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản ngày càng được cải thiện. Đối với bất động sản thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện đúng theo cái chủ trương của chính phủ là hướng để hỗ trợ cho những người mua nhà, và đối với các dự án là thực sự là tốt và đáp ứng được cái quy định về pháp lý của nhà nước ấy, thì chúng tôi cũng sẽ xem xét để cung ứng vốn kể cả cho các cái chủ đầu tư các cái dự án mà đang trong quá trình hoàn thiện cũng như là đặc biệt là đối với người mua nhà. Phát biểu tại cuộc gặp mặt nhân dịp đầu xuân mới và giao nhiệm vụ cho cán bộ công chức viên chức ngành ngân hàng chiều 27 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh ngành ngân hàng cần rà soát, điều chỉnh chính sách phù hợp, tháo gỡ khó khăn về tín dụng, nợ xấu, trái phiếu doanh nghiệp, nhà ở xã hội và cho công nhân, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản cả về phía người bán và người mua. Thì vừa qua thì Thủ tướng có cái chỉ đạo là cũng quan tâm đến những cái lĩnh vực bất động sản đặc biệt, đó là lĩnh vực mà giúp cho người dân có tiền để mua nhà xã hội cũng như những cái nhà ở mà thực sự để phục vụ cho cái nhu cầu đời sống của người dân. Thì từ trước đến nay thì Ngân hàng Nhà nước vẫn coi đây là một lĩnh vực quan tâm và cũng vẫn chỉ đạo các ngân hàng thương mại để tạo điều kiện để cho những cái lĩnh vực mua nhà xã hội của người dân được khai thông cũng như là có cái nguồn lực để người dân mua được nhà. Theo Bộ Xây dựng, từ cuối năm 2022 và trong năm 2023, một số doanh nghiệp địa ốc sẽ phải chịu áp lực trả nợ trái phiếu trước hạn cho nhà đầu tư vì nhiều nguyên nhân, trong đó có thay đổi chính sách kiểm soát trái phiếu phát hành của doanh nghiệp. Tính đến cuối năm 2022, giá trị hàng tồn kho là quỹ đất và các dự án xây dựng dở dang lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng, tăng rất mạnh so với trước đó. Dự kiến vào thứ tư tuần này, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức hội nghị, qua đó để nắm bắt khó khăn, lắng nghe ý kiến đề xuất của doanh nghiệp bất động sản nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc giữa thị trường bất động sản với ngành ngân hàng. Đây là cuộc họp được cộng đồng doanh nghiệp bất động sản chờ đợi với kỳ vọng tín dụng cho thị trường bất động sản sẽ có khởi sắc từ đầu năm.
Và như chúng tôi đã đưa thông tin theo số liệu từ Bộ Xây dựng, trong năm 2022, số lượng doanh nghiệp bất động sản tuyên bố phá sản giải thể tăng khoảng 38,7% so với cùng kỳ năm trước. Điều này kéo theo một lượng lớn người làm môi giới bất động sản phải nghỉ việc, thậm chí có doanh nghiệp phải cắt giảm gần 70% lượng nhân sự. Do đó, trong thời gian chờ đợi, các doanh nghiệp bất động sản cũng đã chủ động tìm giải pháp để thích ứng, tăng cường sức đề kháng trước những trở ngại trong bối cảnh mới. Vì thông thường thì cả ekip sẽ mất khoảng một tuần để có một cái sản phẩm video như thế này. Tuy nhiên hiệu quả mang lại thì rất là đáng kể. Thay vì khách hàng họ mất tới khoảng 3 tuần để có được một cái quyết định xuống tiền, thì bây giờ thời gian được rút ngắn xuống còn khoảng một tuần, thậm chí là có thể nhanh hơn. Tới cái ngày mà đi xem á, thực tế là họ chốt luôn á, cho nên tỷ lệ nó phải nói trên 80%, rất là cao. Các cái dự án gần với nhau á, họ đã tham khảo rồi chứ không phải là trong một ngày họ xếp lịch đi coi như trước nữa. Đi coi như trước bây giờ cũng không có tiện nữa. Thứ nhất như năm ngoái em biết là dịch, họ đi lại cũng khó khăn. Rồi cái vấn đề mà đối với những căn hộ cao cấp á, mà liên hệ với chủ nhà để họ mở ra cho mình vô coi căn đó mà một ngày mà đâu thể xếp được nhiều căn đâu. Mà chưa tính tới cái lịch của khách hàng nữa nha. Dù giao dịch từ tháng 12 năm 2022 đến nay có tăng 20-30% so với tháng 10, tháng 11 của năm trước, tuy nhiên, lãnh đạo doanh nghiệp này thừa nhận, thực tế hiện nay doanh thu hàng tháng của doanh nghiệp phân phối bất động sản thấp hơn cả chi phí vận hành, chi phí cố định. Trong bối cảnh phần lớn chủ đầu tư cắt giảm chi phí quảng cáo, chương trình bán hàng trong tháng 1, tháng 2. Để bán hàng, các đơn vị phân phối chỉ tập trung đẩy mạnh truyền thông cho những dự án nắm chắc phần thắng thay vì dàn trải như trước. Tuyển dụng nhân viên vẫn duy trì để chuẩn bị cho giai đoạn tới, song yếu tố hiệu quả trong đào tạo từng nhân viên phải đặt lên hàng đầu. Cái đào tạo cho đội ngũ chuyên viên tư vấn của mình phải thực sự là cái cốt lõi trong đặc biệt trong tình hình khó khăn như thế này. Và không chỉ là đào tạo về kiến thức về dự án, kiến thức về thị trường, các cái kỹ năng bán hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng, mà tôi thấy rất là quan trọng đó là cần đào tạo về tư duy, đặc biệt là tư duy để mà vượt qua những cái thách thức trong thời điểm hiện nay, cũng như tư duy nắm bắt những cái cơ hội như hiện nay. Theo dự báo, năm 2023, các doanh nghiệp bất động sản sẽ tiếp tục đối diện với những thách thức về dòng vốn, tỷ giá ngoại tệ, giá nguyên vật liệu, khả năng tiếp cận dòng vốn vay tín dụng, từ đó ảnh hưởng đến tính thanh khoản trên thị trường. Cắt giảm về chi phí quản lý, chi phí về xây dựng, chi phí nhân công. Tự mình phải xây trở cho cái doanh nghiệp của mình làm sao để mình có những cái đồng tiền thanh khoản, những cái tài chính tốt để mình duy trì hoạt động, để mình tiếp tục là mình đưa ra có những sản phẩm cho thị trường trong giai đoạn tới. Sau khi mà luật sửa đổi Quốc hội thông qua vào thời điểm mà 6 tháng cuối năm 2023 thì thị trường sẽ phục hồi, sẽ tốt hơn. Các thành viên của thị trường dự báo trong quý 1 và quý 2, nhu cầu mua, sử dụng và đầu tư bất động sản vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, tâm lý chung vẫn là thăm dò. Đến quý 3 và quý 4, kỳ vọng thị trường tích cực hơn từ việc sửa luật đất đai. Do đó, hiện tại được đánh giá là thời điểm vàng để doanh nghiệp đầu tư nội lực, nâng cao chất lượng quản trị và nguồn nhân lực, đón đầu tín hiệu tích cực hơn từ các chính sách hỗ trợ của nhà nước và tâm lý cởi mở của người dân. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký nghị quyết số 36 về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Trong số ra sáng nay, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trích dẫn mục tiêu tổng quát là tập trung phát triển, phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia có nền công nghệ sinh học phát triển trên thế giới, trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh về công nghệ sinh học thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á. Bên cạnh đó là xây dựng ngành công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, đóng góp tích cực vào GDP cả nước. Cụ thể, đến năm 2030, Việt Nam là một trong 10 quốc gia hàng đầu châu Á về sản xuất và dịch vụ thông minh công nghệ sinh học. Theo ghi nhận của báo Sài Gòn Giải Phóng, nhiều mặt hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã về lại giá cũ. Cụ thể, ghi nhận tại một số chợ bán lẻ như là Phạm Văn Hai, Võ Thành Trang, quận Tân Bình, Hoa Hưng, Nhật Tảo, quận 10, chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, giá rau củ quả các loại đã giảm từ 30-40% so với cao điểm Tết. Theo các tiểu thương, do hàng hóa về chợ đầu mối nhiều, dồi dào, các hệ thống phân phối sỉ lẻ đều đã bán ổn định trở lại, nên giá rau ăn lá, củ quả, thịt cá đều quay về mức cũ.
Trong khi đó, tại trung tâm thương mại, siêu thị không chỉ sản lượng hàng hóa dồi dào, nhiều chương trình khuyến mãi được triển khai kích cầu sức mua nên giá cả nhiều mặt hàng thậm chí rẻ hơn thời điểm trước Tết. Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, đến sáng nay, số người thiệt mạng trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên đến hơn 3.000 người, hàng chục ngàn người khác bị thương và nhiều người vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Cả thế giới đang hướng về hai quốc gia này với hàng loạt sự hỗ trợ về nhân lực và vật lực để giúp khắc phục hậu quả sau thảm họa. Hình ảnh những tòa nhà sụp đổ chỉ trong tích tắc cho thấy sức mạnh của trận động đất 7,8 độ Richter xảy ra sáng sớm 6 tháng 2 theo giờ địa phương. Khu vực bị ảnh hưởng nằm ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và tây bắc Syria. Một số nước láng giềng như Cộng hòa Síp và Liban cũng ghi nhận rung chấn. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã gọi đây là thảm họa tồi tệ nhất trong thế kỷ qua. Vào khoảng 4 giờ 17 phút sáng ngày 6 tháng 2, chúng ta đã hứng chịu trận động đất nghiêm trọng nhất kể từ sau trận động đất Esinkan năm 1939. Đến nay, hơn 1.000 người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng và hơn 5.000 người khác bị thương. Sau trận động đất, hàng chục dư chấn đã được ghi nhận, trong đó mạnh nhất là dư chấn mạnh 7,5 độ Richter vào chiều cùng ngày ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nước này đã triển khai lực lượng cứu hộ và máy bay tới vùng bị ảnh hưởng, đồng thời ban bố báo động cấp độ 4 kêu gọi hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Tại Syria, tỉnh Aleppo là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất. Trời mưa khiến công tác tìm kiếm cứu hộ ở Syria gặp khó khăn, nhưng các lực lượng vẫn đang nỗ lực đào bới đống đổ nát để tìm kiếm người còn sống sót. Các bệnh viện ở Syria đang rơi vào tình trạng quá tải do số lượng người bị thương trong trận động đất quá lớn. Trong ngày 6 tháng 2, Liên minh châu Âu cho biết đã điều các đội tìm kiếm cứu hộ tới Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ công tác giải cứu các nạn nhân, đồng thời triển khai các chương trình hỗ trợ nhân đạo cho người dân Syria. Khối này cũng cho biết đã kích hoạt hệ thống vệ tinh Copernic để cung cấp dịch vụ định vị khẩn cấp. Hàng chục quốc gia khác cũng đã đề nghị hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Còn tại châu Âu thì nhiều nước đang trải qua những ngày giá rét với tuyết rơi dày và nhiệt độ xuống âm độ C. Tại thủ đô Athens của Hy Lạp, nhiều trường học và cửa hàng phải đóng cửa trong ngày 6 tháng 2. Các phương tiện giao thông công cộng, sân bay cũng ngưng hoạt động. Chúng tôi được cảnh báo trước thông tin nên đã tránh được nhiều rắc rối. Nhưng thời tiết thế này đã làm nhiều thứ xáo trộn. Hồi tháng 12, nhiệt độ trung bình khoảng 15-20 độ, còn giờ thì lại trở lại mùa đông lạnh lẽo. COVID tiếp theo sẽ ra sao? Tuyết rơi khoảng 20 cm, bạn không thể đi lại. Tuyết rơi nặng hạt khá hiếm gặp ở Athens, tuy nhiên thời tiết này được dự báo sẽ còn tiếp diễn những ngày tới. Từ cuối tuần qua, bão tuyết cũng quét qua Slovakia và Cộng hòa Séc, khiến giao thông bị gián đoạn và cúp điện trên diện rộng. Người dân được khuyến cáo không đi ra ngoài nếu không cần thiết. Tại Áo, ít nhất 8 người đã thiệt mạng vì bão tuyết. Ngày 6 tháng 2, các bộ trưởng thương mại Australia và Trung Quốc đã tổ chức cuộc gặp song phương đầu tiên sau 3 năm theo hình thức trực tuyến. Trong thời gian gần đây, Australia đã kêu gọi Trung Quốc dỡ bỏ các rào cản đang khiến các nhà xuất khẩu thiệt hại khoảng 14 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Thương mại Australia John Farrow cho biết ông và người đồng cấp Trung Quốc Dương Văn Đào đã đồng ý tăng cường đối thoại ở tất cả các cấp theo một lộ trình hướng tới việc nối lại thương mại kịp thời và đầy đủ. Ông Farrow khẳng định, Australia sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau và giải quyết khác biệt thông qua đối thoại thẳng thắn. Kết quả của thảo luận của chúng ta có thể sẽ đem lại lợi ích lớn cho hai nước cũng như người dân. Trong khi đó, ông Dương Văn Đào kêu gọi Australia tạo dựng một môi trường kinh doanh cởi mở, công bằng và không phân biệt đối xử cho các công ty Trung Quốc đang hoạt động tại nước này. Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia xấu đi trong hơn 2 năm qua sau khi Bắc Kinh áp đặt các lệnh cấm nhập khẩu các mặt hàng của Canberra như lúa mạch, tôm hùm và rượu vang. Tháng 6 năm 2021, Australia đã chính thức nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO về các mức thuế mà Trung Quốc áp dụng đối với rượu vang của Australia, khiến việc xuất khẩu mặt hàng này vào thị trường Trung Quốc gần như chấm dứt hoàn toàn. Đáp lại, Trung Quốc cũng đệ đơn kiện lên WTO, chỉ trích Australia đã áp đặt các biện pháp chống bán phá giá đối với các sản phẩm xuất khẩu của Trung Quốc như bánh xe tàu hỏa, tua bin gió và bồn thép không gỉ. Quay trở lại với phần tin trong nước, thưa quý vị, ChatGPT có lẽ là từ khóa được nhiều người tìm kiếm nhất hiện nay. ChatGPT là một ứng dụng đàm thoại dựa trên trí tuệ nhân tạo AI, tức là một hệ thống mà người dùng có thể đặt câu hỏi và ứng dụng sẽ trả lời.
Sự ra mắt của công nghệ này đã thực sự tạo nên nguồn cảm hứng từ sự thông minh và hữu dụng mà nó mang lại. Và thưa quý vị, tại Việt Nam thì trí thông minh nhân tạo cũng đã được ứng dụng trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh thách thức thì công nghệ đang ngày càng mang lại những giá trị thiết thực trong cuộc sống hiện tại. Là sáng lập của nhiều dự án ứng dụng công nghệ AI và blockchain tại Việt Nam, anh George Nguyễn đánh giá, so với chỉ một năm trước, những câu trả lời của trí thông minh nhân tạo hiện nay có tính ứng dụng rất cao cùng với ngôn ngữ tự nhiên hơn nhiều. Bây giờ con ChatGPT này đang làm rất là tốt công việc, đó là cái chuyện là viết một bài quảng cáo, một bài luận hoặc một cái đoạn content sáng tạo đi. Thì cái lời văn nó ngoài cái chuyện nó viết rất là hoàn chỉnh thì tôi khá là bất ngờ với cái khả năng trau chuốt của từ ngữ của nó. Sau cái cú đột phá này, tôi nghĩ bắt đầu thị trường bắt đầu rầm rộ hơn và mọi người đều quan tâm về AI, và AI họ sẽ bắt đầu khai thác triệt để tạo ra lợi thế cạnh tranh. Tại Việt Nam, công nghệ hỏi đáp AI đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ các ứng dụng công nghệ thông tin đến các ứng dụng cơ bản hỗ trợ tổng đài thương mại điện tử. Dù có nhiều lo ngại về việc AI có thể thay thế nhiều công việc của con người, nhưng theo các chuyên gia, trí thông minh nhân tạo mang đến nhiều cơ hội hơn là nguy cơ cho Việt Nam. Thì đó là xu hướng, là khi những công việc như vậy là máy móc sẽ làm giỏi hơn chúng ta, còn con người chúng ta sẽ làm những việc khác, đặc biệt là trong sáng tạo. Máy không thể tự nghĩ ra cái mới, nó chỉ giải quyết những cái đã có và nhập vào cho nó thôi. Trong nhiều năm gần đây, không riêng gì Việt Nam mà ngay ở thành phố Hồ Chí Minh nữa, thì đều có một cuộc thi là trí tuệ nhân tạo, tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo ở trong sinh viên và doanh nghiệp cũng như ứng dụng trong doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã nhúng cái trí tuệ nhân tạo vào để phân tích các cái thông tin của tài nguyên môi trường, xu hướng thị trường và cái nhu cầu của khách hàng. AI nó giúp nhiều thứ lắm. Thì trong cái công việc mua sắm thì AI nó giúp cho cái nền tảng hiểu người dùng họ muốn mua cái gì, thậm chí là phỏng đoán cái tương lai, và thậm chí là hiện bây giờ với cái công nghệ hiện giờ là nó có thể tư vấn ngược lại cho người dùng. Thì tôi nghĩ trong cái mảng mà đặc biệt là mua sắm đi, e-commerce thì đây là một cái sẽ là đột phá gần nhất. Khi mà AI ra thay thế những nghề nghiệp đang tồn tại thì trong xã hội sẽ hình thành những nghề nghiệp mới. Cho nên là không có về chính nhiên về tổng thể là không có gì mất đi cả, mà chỉ có cái là nó sẽ làm xã hội chúng ta sẽ hiệu quả hơn, năng suất lao động cao hơn nhờ cái sự hỗ trợ công nghệ. Cho nên là tôi cho rằng chúng ta phải tập trung ưu tiên và phải quyết tâm để xây dựng được chuyển đổi số xong, thì có một cái cơ sở liệu tốt thì lui chúng ta tận dụng vào tất cả nhiều bài toán, trong đó có AI. Rõ ràng nếu làm chủ được công nghệ, trí thông minh nhân tạo sẽ mang lại rất nhiều hữu ích. Phát triển công nghệ trí thông minh nhân tạo cũng là phương hướng, nhiệm vụ khoa học và đổi mới sáng tạo được Bộ Khoa học Công nghệ xác định lộ trình từ nay đến năm 2025. Mới đây, Trung tâm Tổ hợp Phát triển Trí thông minh nhân tạo hơn 2.000 tỷ đồng của tập đoàn FPT cũng vừa chính thức được phê duyệt đầu tư với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo AI hàng đầu khu vực, trung tâm khoa học thử nghiệm các công nghệ mới nhất của thế giới. Bộ Tài chính đề nghị đánh thuế cao đối với căn hộ cao cấp, mức giá trên 50 triệu đồng trên 1m² và nâng mức thuế suất đối với đất ở so với hiện nay. Theo Bộ Tài chính, giá tính thuế với nhà chung cư là giá theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà hoặc giá theo bảng giá của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành. Để đảm bảo công bằng với đất ở, nhà ở riêng lẻ, đề nghị quy định mức thuế suất đối với nhà chung cư được áp dụng từ giá trị đầu tiên, nhưng mức thuế suất sẽ thấp hơn đối với đất. Bộ Tài chính đánh giá việc quy định mức thuế suất cao đối với loại nhà đất trên là phù hợp với thực tế Việt Nam hiện nay, góp phần hạn chế tình trạng đầu cơ về đất, sử dụng đất lãng phí, chiếm dụng đất công, khuyến khích hơn nữa việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nhà đất. Nhằm đảm bảo hoạt động cho các đơn vị bán lẻ ổn định nguồn cung trong kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu quy định mức thù lao tối thiểu cho đại lý bán lẻ xăng dầu, qua đó tránh tình trạng kho có hàng mà không bán cho người dân vì cửa hàng lỗ. Bộ Công Thương nghiên cứu mỗi đại lý xăng dầu được mua xăng dầu của các công ty phân phối khác về xăng dầu ngoài nhà cung cấp đại lý, trừ trường hợp có ràng buộc hợp đồng nhưng khi nhà phân phối hết hàng, đại lý được phép mua nhà phân phối khác để bán, quy định chất lượng xăng dầu sản xuất trong nước phù hợp với xăng dầu nhập khẩu, để xăng dầu nhập khẩu và xăng dầu trong nước cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, công ty nhập khẩu xăng dầu không bị thiệt hại.
Ngay trong tuần đầu hoạt động trở lại sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC ghi nhận số người dân đến tiêm vaccine phòng dạy tăng hơn 300% so với tháng trước Tết. Trong dịp Tết, nhiều người đi chúc Tết đã không may bị chó mèo cắn cào hoặc liếm vào vết thương hở. Nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của bệnh dạy hiện đã tăng cao, nên họ chủ động tìm đến trung tâm tiêm chủng để được tiêm vaccine kịp thời. Cùng với đó, hiện nay bệnh dạy chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Chính vì vậy, 100% người mắc bệnh dạy sẽ tử vong khi đã xuất hiện các triệu chứng lâm sàng. Các chuyên gia y tế cũng khẳng định hiện chưa có một bài thuốc đông y nào được nghiên cứu và công bố có thể chữa được bệnh dạy. Cách phòng ngừa và điều trị bệnh dạy duy nhất là tiêm vaccine và huyết thanh kháng dạy. Công ty về du lịch số Booking.com vừa công bố giải thưởng thường niên Traveler Reward Award. Giải thưởng bao gồm những địa điểm mến khách nhất toàn cầu và tại Việt Nam. Phong Nha - Kẻ Bàng và Đồng Hới là hai địa danh của tỉnh Quảng Bình nằm trong top 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2023, lần lượt ở vị trí số 1 và số 8. Danh sách này do du khách trên toàn thế giới bình chọn trên nền tảng Booking.com. Giải thưởng thường niên Traveler Review Award dựa vào nhận định được chứng thực của khách du lịch, dựa trên dữ liệu 240 triệu nhận xét đã được xác nhận bởi du khách, giải thưởng trao tặng tới các cơ sở lưu trú trên toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng, chứng nhận dành cho những nỗ lực trong việc cung cấp dịch vụ chu đáo, cao cấp và lòng hiếu khách bền bỉ trong cả năm qua. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.